Chúng ta sẽ cùng đến với danh hiệu cá nhân giải bóng đá U35 Over Cup Bắc Ninh Football 2024. Cầu thủ xuất sắc nhất: Trọng Tâm, Lão Tiến, Thụy Lôi. Và tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Anh Hùng sẽ trao phần thưởng danh vị quả bóng vàng và các phần thưởng của các nhà tài trợ. Một trận đấu rất xuất sắc của Tâm Tít. Anh được thay vào sân trong trận thi đấu chung kết và có được 3 bàn thắng quan trọng giúp cho đội bóng Lão Tiến Đôi có được chiếc cúp vô địch trong mùa giải này. Và xin chúc mừng Tâm Tít. Trận đấu vừa diễn ra cách đây ít phút, dứt điểm ngay và bắt buồn đề của đội trưởng Quốc Phương. Quốc Phương vẫn đang thi đấu rất hay. Và chuyền bóng của Tú Huy Tô vào. Một tình huống nửa sút nửa chuyền của Tú Huy Tô, nhưng bóng vô tình hướng tới vị trí của Trọng Tâm. Và Trọng Tâm đã không bỏ nỡ một pha đánh đầu rất hiểm hóc mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ nào tướng Thụy Nôi thi đấu không màu mè hoa mỹ, tấn công ồ ạt, nhưng điều họ cần đó là bàn thắng mở tỷ số thì đã đến. Trọng Tâm cơ hội và dứt điểm trúng người hậu vệ. Alo. Đánh giá cao thủ Thụy Nôi cao hơn một chút. Cơ hai một cho Lão Tướng Thụy Nôi. Và người vừa ghi bàn thắng đó là tiền vệ cánh Trọng Tâm. Niềm vui của các cổ động viên UMD vắng chẳng tài gang. Và ngay lập tức Lão Tướng Thụy Nôi đã có câu trả lời. Và lần thứ hai họ vừa vươn lên dẫn trước trong trận tứ kết hai ngày hôm nay. Rất hấp dẫn, trận đấu đã có những bàn thắng rất đẹp mắt. Dứt điểm từ xa. Một tình huống dứt điểm rất tốt đến từ Trọng Tâm. Và chỉ có sự xuất sắc đến từ thủ môn Thanh Tùng mới cứu thua cho IMB một bàn thua trông thấy. Qua đáng tiếc. Dứt điểm. Không có bàn thắng dành cho cao thủ Thụy Lôi. Thụy Lôi cho rằng có một tình huống chạm tay nhưng trọng tài đã chỉ tay về chấm phạt góc. Rất nguy hiểm. Bàn thắng đến với cao thủ Lão Tướng Thụy Lôi. Và xuất phát từ một tình huống phạt góc của Quốc Phương. Anh đưa ra một đường truyền về vị trí cột hai. Và đồng đội của Tâm Tít đã đưa ra một đường truyền giòn cố. Và chiến thuật thay người của Lão Tướng Thụy Lôi đã phát huy được sự hiệu quả. 1-0 dành cho Lão Tướng Thụy Lôi. Bàn thắng vừa rồi sẽ giúp cho trận đấu chúng ta hấp dẫn hơn rất nhiều trong khoảng thời gian còn lại của hiệp hai. Và rõ ràng đó là một tình huống mà dường như đã không còn cơ hội dành cho Duy Asin nữa rồi. Đó là một trong những bài đánh quen thuộc cho các pha bóng cố định. Dứt điểm, cơ vào. Câu trả lời ngay lập tức đến từ vị trí của Lê Đức. Những pha xử lý quen thuộc và dứt điểm ở chân phải. Một lần nữa thì Ngọc Tám tiếp tục cản phá thành công. Và có vẻ như một cầu thủ bên phía Lão Tướng Thụy Lôi đang bị đau.
Tâm Tít đối mặt với Duy Asen. 2-0 dành cho Lão Tướng Thủy Đội. Đó là những tình huống làm tường đặc trưng của Tú Eto ngay từ khi cầu thủ này xuất hiện. Chúng ta đã phân tích rất nhiều về lối chơi của Tú Eto. Xoay sở làm tường, tạo ra những tình huống dành cho các đội tuyến này. Và cú đúp dành cho Tâm Tít. 2-0 dành cho Lão Tướng Thủy Đội. Và khó khăn trong rất khó khăn. Và thang máy Dương Gia thì cũng đã từng dẫn trước Tam Thiên Chư Sơn với khoảng cách là 2 bàn. Nhưng rõ ràng đây là một thời điểm thử thách hơn rất nhiều khi thời gian không còn quá nhiều. Tú Eto vẫn là Tú Eto. Và hat-trick dành cho Tâm Tít. 2 đường kiến tạo của Tú Eto. Tú Eto vẫn đang rất mạnh cho những tình huống tranh chấp như vậy. Có vẻ như đó là dấu chấm hết cho trận đấu ngày hôm nay. Tâm Tít quá có duyên ghi bàn vào lưới khung thành của Duy Asin. Và càng thời điểm về sau thì Tú Eto càng mạnh hơn. Sút xa